Đâu làm phải chơi à, thứ ba năm đầu không được à, thứ ba năm đầu ư nè rồi lại nhảy hoa là được. À, em có yêu anh không? Không. Em có yêu anh không? Không. Em yêu anh không? Chúc chúc. Em yêu anh không? Ừ thì yêu. Tại nhà là thắng đó. Đây là không có tự nhiên này. Vì bài thơ có vần điệu dễ thuộc, dễ nhớ, nên thực sự á, mình chỉ dạy cái chữ cuối là chữ có cái vần mình muốn dạy thôi. Nhưng nó ghép trong cả một câu thơ, đọc luôn được cả câu thơ đó. Và nhớ luôn cái mặt chữ, cho tới khi mà qua một chỗ khác thấy cái chữ đó, đọc lên được. Thấy ví dụ, next please. Đây, vần ác này. Có đôi chim hạc, hờ ác hát nặng hạt, không may bay lạc, lờ ác lát nặng lạc, đậu trên căn gác, gờ ác ngác sắc gác, mặt mày ngơ ngác, gờ ác ngác sắc ngác. Cứ đem lòng đó là lại nhảy. Next gì? Vật am. Bé nam ăn cam, cờ am cam, tám trái còn ham, hờ am ham, nay nam bị cảm, cờ am cam hỏi cảm, vì ăn không làm, lờ am làm liền. Đấy, lại nhảy đó. Và khi làm thơ, thầy cô để ý nhé, bốn câu đó, thì cái câu số 3 đó đổi đi. À, đang là bằng, bằng, bằng. Cái này là chắc. Cứ thế mà làm, next gì? À, vần ấp. À, cái này chắc nhất tại vì làm sao? Cái này bởi vì nó chỉ có dấu phách dấu nặng thôi. Mẹ làm món cá hấp, hờ ấp hấp phát hấp, em đi hái rau rứt, giờ ấp hấp phát rứt, chạy vô chỗ đất thấp, thở ấp hấp phát thấp, không may em té sấp, sợ ấp sấp sắc sấp, đứng lên em ngượng ngập, ngỡ ấp hấp nặng ngập, sợ bị dê hấp tấp, thở ấp hấp phát thấp, thở ấp hấp phát thấp. Tôi phát lại nhảy. Tôi có một sách, cái bộ sách của tôi ấy, có chỉ vài trăm bài thơ kiểu này. Tôi soạn cái bộ đó lắm, suốt đêm tôi lại nhảy. Họ thưa bạn, anh làm gì mà ăn súng suốt đêm? Suốt đêm nằm làm thơ kiểu này hết. Nó không có gì gọi là xuất sắc, nhưng mà dạy các em thì được, là đúng là phương pháp lại nhảy. Thế thì mình dạy cái phần ấp, thì chúng ta thở hấp hấp hấp, giờ hấp hấp hấp. Nhưng mà mẹ làm món cá hấp, thì cuối cùng á, là vì bài thơ nó nhìn đọc được rồi đó, mai mốt là chỗ khác, thấy chứ không, thấy chứ may, thấy chứ đứng, đọc được. Đó là phương pháp đọc tự nhiên, thưa cô. Cuốn sách của tôi là cuốn sách của tôi có thường là Con tim Việt Nam. Con tim Việt Nam. Con tim Việt Nam. Ở đâu có? Ở đó hả? Ở đâu thầy? Nói chứ tôi ghi lại cái email với lại cái sample của tôi nha. Có email của nhà trường nhưng mà thôi được lấy với nhà trường lẫn với bài của học sinh. Biết màu xanh đi thầy. Màu xanh. Áo nàng gà anh về yêu hơn. Áo nàng đỏ anh về yêu qua màu gà. Đây là số xe phương của tôi. Thầy cô tha hồ gọi. Việc trả lời là ở tôi. Nói đùa thôi, thầy cô cứ gọi đi. Nhiều khi tôi đang trong lớp học hay là đang phải họp đó, thầy cô nhắn vô một tiếng tôi sẽ gọi lại. Nhưng mà nhắn vô nói rõ tên là gì và tôi phải bao nhiêu. Tôi được rất nhiều cái điện thoại. Thầy, em nè thầy. Cái thầy đó. Em là thầy là em nào.
Thầy nhớ ghi rõ thì được. Rồi. Next. Đây này, bài này rất là văn hóa thấy không? Hôm nay đúng ngày rằm, rờ âm rằm, viền rằm. Cô chú em về thăm, thờ em thăm. Cô em người tươi thắm, thờ âm thăm, sắc thắm. Chú em ra năm năm, ngờ âm ngăn. Cả nhà vui mừng lắm, lờ âm lâm, sắc lắm. Xa cách đã bao năm, lờ âm lâm. Cái này thầy cũng đọc được vậy. Nhưng bộ sách của tôi là vì nó có thắng thì đỡ công cho thầy cô thôi. Thế còn thầy cô dư sức để phạm những cái bài thơ kiểu này. Đây cũng vậy. Cô đã bày lên mâm mờ âm mâm, nhà thân nát thương trầm, trở âm châm viền trầm. Mẹ em mặc áo gấm, gờ âm gâm thắt gấm. Đang cầu khấn vì rầm, rờ âm râm viền rầm. Bố em ngồi suy gấm, gờ âm gâm ngã gấm. Đắng lặng lẽ trầm gâm, trở âm châm viền trầm, rờ âm gâm. Thế là cái này thay một giảng văn hóa thấy không? Đấy thì... Dạ. À, chúng tôi thì giờ lấy 5 phút chót rồi xong rồi đi. Rất nhiều nơi bây giờ có cái phong trào thi đánh vần. Theo định vi và đánh vần. Sự thật ra kêu là thi đánh vần có đúng không? Thật ra là ráp chữ. Ráp chữ. Vì ta nghe kỹ nhất. Khi có một bản văn trước mặt rồi, mình dạy các em đọc lên. Đó là người ta trường phương pháp ráp vần. Khi mình đọc lên rồi bảo là viết xuống đi, đó là phương pháp ghép chữ. Tiếng Anh nó rõ lắm, ráp vần nó gọi là sounding ráp vần. Còn mà ráp chữ xuống spelling bee nó gọi là spelling thì là nghe mà viết xuống là spelling. Còn thấy mà đọc lên thì gọi là sao đi. Hai cái nó khác nhau lắm. Nhưng mà chúng ta quen quá thì gọi là thi đánh vần rồi. Tôi chịu thi đánh vần. Nhưng mà sự thực thi đánh vần tức là ráp chữ. Ráp chữ thì bây giờ gọi là em thấy trong cách tiếp cứu trường mà em thi đánh vần. Thưa thầy, trường ưa trường trường thì người ta không biết được như thế nào. Nhưng mà và trường T R U E N G huyền đó, thầy rất rõ như vậy. Em có biết cách viết chữ trái T R A I sắc đó. Nhưng mà với điều kiện cái người mà đọc thật rõ thì được. Như tôi mà tôi không có ý thức là đứng trước lớp đó, tôi nói là em hãy viết chữ trái thì nó viết hay là CH đúng sai, thầy sai có còn đối sai rồi. Bởi vậy cái người đứng để mà điều khiển cuộc thi đấy vẫn rất là rõ.